Quý vị khán giả miền Trung ta cũng đến với nhanh trực tiếp tại sông Đá Ba để theo dõi trận cầu giao hữu trong buổi tối game này. Cuộc so tài của vật liệu xây dựng Hoàng Phúc và cao thủ FC Long Định. Như vậy một quay bóng cũng chính thức được bắt đầu của Long Định. Một lần sức ép của cao thủ áo tím được dây dở khoảng trống, đường chuyền coi. Và rõ ràng là như vậy, sau quá nhiều những sức ép thì lúc này cao thủ của Long Định là những người đã có bàn thắng trước cho mình. Một tình huống nỗ lực dây dở là cánh trái của số 10 kiện đường chuyền và sông thẳng vào phía khung thành của đối phương, thực hiện tình huống đặt tiếp tục là ném biển cho cao thủ của vật liệu xây dựng Hòa Phúc. Quả bóng khá chủ động lấy bóng cho các cầu thủ của Long Định. Đường chuyền vào, tình huống đá phạt góc thành bàn của cao thủ Long Định. Bóng có được xoáy cực kỳ khó chịu. Các cầu thủ áo tím đã chủ động đưa bóng trở lại cuộc chơi ngay. Đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 8, vị trí của Hoàng An. Tình huống đá phạt góc thành bàn, bóng đi trúng cột dọc và đi vào lưới. Sáng suốt để thành công từ những tình huống đá phạt góc cho thấy sự tập trung của mình. Mắc cài vẫn là cầu thủ của FC Long Định, quyết định đi bóng, tình huống ra trận bóng ngoài đá, bàn thắng thứ 3 cho Long Định. Vẫn là cầu thủ áo tím lên tiếng. Lần này thêm một tình huống tấn công ở hành lang cánh phải nữa, được xoay sở của Hoàng Ân, cũng đã mở tỷ số ở trong sân cầu và dứt điểm, và thủ thành của đối phương không thể bắt dính bóng. Và người đã băng vào dứt điểm có lẽ đó là cầu thủ mang áo số 10, và cảm thấy có sự nhịp nhàng cho những tình huống tấn công của cao thủ vật liệu xây dựng Hòa Phúc. Còn tình huống phối hợp tấn công bay và bàn thắng thứ 4 đến với cao thủ của Long Định FC. Vẫn là đường truyền dưới lăng cánh trái và đồng đội băng vào cột 2 dứt điểm. Và người lần này kiến tạo đó chính của Hoàng Bình. Và tuyến trong người đột phá bất thành của số 7 hơi khó khăn dành cho anh, nhưng vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Hoàng Minh đường chuyền đối mặt với thủ thành, và bây giờ thì Giao Y không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhận bóng lần tiếp theo. Tỷ số tiếp tục nổ dành cho các thủ của FC Long Định. Lấy bóng từ vùng giữa sân từ một tình huống lộn xộn, người phát động tấn công đó là vị trí của Hoàng An, và người kết thúc cuối cùng đó là vị trí của Hoàng Minh. Hai cầu thủ thương tập xuất hiện nhiều hơn những hình sự thay đổi người, mất bóng nguy hiểm, cội đối mặt với thủ thành, bàn thắng quá dễ dàng với các cầu thủ của Long Định và tiếp tục dâng cao khoảng cách. Sau đó là pha đường ấn tượng, cầu thủ bắt bài hay của Song Quân và thực hiện ngay một đường chuyền cho đồng đội ở cánh còn lại, và đó là hat trick của Bình Phượng, cầu thủ mà số 3 rút. Chỉ có một đầy gánh băng lên và rõ ràng là khó khăn, không thể có tình huống phản công nhanh. Lấy bóng hay, goal! Bàn thắng tiếp theo, bàn thắng thứ 7 cho cầu thủ của Long Định FC. Và dường như đó là cầu thủ mới được sử dụng, cầu thủ mà số 29. Đó là vị trí của An, cầu thủ đã khoác chiếc áo của Minh Toàn. Quốc Hòa đường chuyền khá tốt, vẫn còn cơ hội bàn thắng để tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Chớp thời cơ khá nhanh của cao thủ bên phía vật liệu xây dựng Hoàng Phúc, đó là tình huống của Trung Hiếu.
Hai bàn thắng đến với các cầu thủ của vật liệu xây dựng Hoàng Phúc khi chuẩn nỗ lực xoay sở Trung Hiếu. Tình huống trông biến hay, Trung Hiếu cột hay. Bàn thắng để tiếp tục rút ngắn khoảng cách cho các cầu thủ vật liệu xây dựng Hoàng Phúc. Lúc này đó là 3-7 và cho chục bàn thắng ở trong trận cầu này. Và lần này người đã có bàn thắng đó là vị trí của Hoài Phong. Người chưa bài ở cánh thành là cánh phải đó là vị trí của Trung Hiếu. Có khoảng trống, với một khoảng trống lớn thì Hoa Ngân là người đã có cho mình một cú đúp và tiếp tục nâng cao khoảng cách dành cho cầu thủ của FC Long Bình. Lấy bóng và dễ dắt thực hiện ngay một tình huống dứt điểm. Bàn thắng tiếp tục cho cầu thủ của FC Long Bình. Tấn An, Quốc Hòa, đường chuyền khá tốt và đó là bàn thắng tiếp theo cho cầu thủ của vật liệu xây dựng Hoàng Phúc. Tỷ số tiếp tục được rút ngắn thành 4-8. Người đã chủ động lấy bóng là Tấn An và người thực hiện tình huống kiến tạo đó là vị trí của số 7 Quốc Hòa. Một pha bóng chạm bóng ở tuyến trên đây. Những tình huống bật nhà vẫn còn khoảng trống lớn thôi. Chính xác là như vậy, bàn thắng tiếp theo cho cầu thủ FC Long Định. Một tình huống chạy cắt bật và đó là poker của Minh Vương. Đường chuyền trước đó đã đặt anh ở trong tư thế cực kỳ thuận lợi. Tình huống băng xuống của Hoàng Trường và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận cầu. Tỷ số chung cuộc là 9-4 nghiêng về cầu thủ của FC Long Đình. Hiệp một là hiệp thi đấu mà cao thủ của FC Long Đình đã có những cái bàn thắng vào lưới của vật liệu xây dựng Hoàng Phúc. Và hiệp thi đấu thứ hai, các thủ vật liệu xây dựng Hoàng Phúc cũng đã khá nỗ lực để tìm kiếm cho mình những bàn thắng, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ để có thể đưa trận cầu trở lại trạng thái cân bằng. Và cảm ơn hai đội bóng đá đến với trận cầu. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm dõi. Đến đây thì anh em Kim Lai bóng đá phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong những trận cầu tiếp theo.